Xin Bồ Tát làm tiêu độc cho toàn cầu. Dùng cam lồ và nước pháp tẩy trừ độc khí trên thế giới, độc tiêu một phần, thế giới bình an thêm một phần. Tại sao ta đã Địa Tạng thất? Bởi vì hiện tại thế giới có quá nhiều tai nạn, nên chúng ta cần Ngài Địa Tạng Bồ Tát dùng sức bổn nguyện làm tiêu mọi tai nạn. Địa Tạng Bồ Tát rất tôn trọng đạo hiếu, bởi vì Ngài đời đời kiếp kiếp luôn là người con hiếu thảo với cha mẹ. Đây không phải là chuyện dễ dàng, bởi vì chính từ sự khốn khổ gian nan mà Ngài tu luyện thành đạo. Cha mẹ Ngài không tin Tam Bảo, nhưng Ngài phải thuận theo ý họ, dùng mọi thứ thiện xảo phương tiện để khuyến dụ các vị đó sinh lòng chính tín nơi Tam Bảo. Nơi nào Ngài tới, Ngài đều làm hạnh Bồ Tát, chẳng lộ hình tướng, không chấp trước. Không có hình tướng là bởi vì Ngài không kể công, không tự mình khen đức hạnh mình. Cũng giống như khi cứu độ chúng sinh, Ngài lại nói rằng chúng sinh tự độ, không muốn chúng sinh cảm ơn Ngài, đành lễ Ngài. Khi Ngài ở địa vị Bồ Tát, Ngài không nghĩ rằng mình cao minh hơn các vị Bồ Tát khác, hoặc là mình có thệ nguyện vĩ đại, có lòng từ bi rộng lớn hay có thần thông quảng đại hơn hết. Ngài không có những tư tưởng đó, mọi việc làm của Ngài nhất cử nhất động, nhất ngôn nhất hạnh đều coi như vô sự. Việc mình đem hết sức hết lòng ra làm mà không thấy mình có làm, không sinh lòng kiêu hãnh cũng không làm kẻ khác chú ý. Ngài chỉ nghĩ rằng đó là bổn phận của Ngài. Ngài không kể lể công trạng, vì thế Ngài cảm động được tất cả chúng sinh, khiến họ tán thán xưng dương ca ngợi Ngài, thậm chí cả Phật cũng khen ngợi Ngài nữa. Phật không tùy tiện khen ngợi kẻ khác, chỉ khi nào có kẻ xứng đáng thì Phật mới khen mà thôi. Bởi vì Địa Tạng Bồ Tát không kể công, Ngài cũng không tuyên truyền công đức của mình, nên cảm ứng đạo giao. Cảm ứng đạo giao đó không phải do dùng thủ đoạn hay mánh khóe mà được, nó tới một cách tự nhiên. Người tu đạo chúng ta phải học tinh thần thề nguyện vô biên của Đức Địa Tạng: địa ngục vị không, thể bất thành Phật, chúng sanh độ tận, phương chứng Bồ Đề. Nghĩa là địa ngục chưa chống, thể chưa thành Phật, chúng sinh độ hết mới chứng Bồ Đề. Hàng năm chúng ta đả thất bởi vì muốn thế giới tiêu trừ độc khí. Hiện tại không khí rất là ô nhiễm, vũ trụ đầy thứ khí độc, mà tất cả những phương pháp đều không thể trừ được nó. Chỉ có cách là chúng ta phải chí tâm thành khẩn cầu chư Phật Bồ Tát phóng quang tiêu trừ những thứ độc khí đó, làm khí độc vô hình vô ảnh đó tiêu tan đi. Nên ở vạn Phật thánh thành, mọi việc làm đều có quan hệ đến sự an nguy của toàn thế giới. Ở trong đạo tràng này, quý vị còn không thành tâm thì thế giới ắt tăng thêm phần nguy hiểm. Nhân loại tạo ra quá nhiều ác nghiệp và sức người khó tiêu trừ chúng được. Hôm nay nhân ngày vía Ngài Địa Tạng Bồ Tát, chúng ta đồng tâm hết sức chí thành niệm Địa Tạng Vương Bồ Tát, kỳ vọng rằng có thể cảm động được lòng từ bi của Bồ Tát, khiến Ngài giúp thế giới được tới chỗ bình an vô sự. Có được cảm ứng này hay không đều do sự thành tâm của quý vị cả. Sức của một người thì không đủ, phải cần sức lực của đại chúng. Cho nên nói, đại chúng chí thành hợp tâm hợp lực cùng nhau cầu đảo cho thế giới hòa bình. Bây giờ trong tâm quý vị đã hiểu rằng thế giới đầy tai ách này chẳng có hòa bình, bởi vậy hiện tại các đạo tràng trên thế giới đều cầu đảo sự hòa bình. Đầu tiên cả là do Phật giáo giảng đường, Kim Sơn Thánh Tự đề xướng, sau đó những nơi khác ở Hương Cảng, Đài Loan đều làm theo. Đó cũng chứng minh rằng thế giới đang lâm vào tình trạng rất khó khăn, nguy hiểm. Tuy nhiên, chân chính cầu đảo cho hòa bình thế giới thì có đạo tràng ở Vạn Phật Thánh Thành. Tại sao vậy? Bởi vì ở đây tổ chức pháp hội gì đều không hy vọng có đại thí chủ tới cúng dường tiền bạc. Mỗi năm tổ chức một cách âm thầm, cứ tới ngày giờ là tổ chức, chẳng cần biết là có trai chủ hay không, cứ theo thường lệ mà tiến hành, coi đó là bổn phận của mình, không tự hào, không mảy may tính toán chuyện lợi hại gì. Mình chỉ hy vọng rằng Phật sẽ phóng quang gia bị, sớm tiêu trừ tất cả những độc khí trên thế giới. Quán Âm Bồ Tát dùng nước cam lồ, quán đảnh, khiến chúng sinh tai tiêu bệnh trừ, tội diệt phước sinh. Địa Tạng Bồ Tát dùng nguyện lực quảng đại của Ngài làm chúng sinh ly khổ đắc lạc, tiêu tan hết tai nạn, ách chướng. Niệm Quán Âm Bồ Tát, niệm Địa Tạng Bồ Tát, tức là giúp cho thế giới được tiêu độc, nhưng không cần dùng thuốc sát trùng, chỉ cần dùng nước cam lồ pháp thủy để tiêu trừ độc khí trên thế giới. Tiêu đi một phần thì thế giới có thêm một phần bình an,
Khi độc khí không còn nữa, lúc đó chúng sinh sẽ được hưởng phước, nhân loại sẽ được an lành. Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng ngày 4 tháng 9 năm 1982, nhân dịp Địa Tạng Thất tại Vạn Phật Thành. Ha ha ha,